Hello hello, xin chào quý vị và các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để thêm tất cả các mạng lưới blockchain vào cái ví MetaMask. Ok, quý vị ai chưa có cái ví MetaMask thì quý vị có thể tìm những video trước mà tôi đã chia sẻ. Rồi thì ở đây tôi đã cài đặt cái ví MetaMask rồi. Và quý vị chỉ việc vào cái địa chỉ website là chainlist.org. Thì ở đây Chainlist hỗ trợ rất nhiều các mạng lưới và thường xuyên cập nhật các mạng lưới blockchain nó mới ra. Đó, quý vị chỉ việc để ý cái danh sách đây này, đó, rất nhiều các mạng lưới blockchain và thậm chí là các mạng lưới mới ra, mới cập nhật, có thể quý vị chưa từng nghe đến. Tất nhiên những cái mạng lưới rất chi là phổ biến như Binance Smart Chain, hay Huobi, hay là OKX. Đó, hoặc là Gold Chain, hoặc là Polygon, XDAI này, đó. Rất nhiều các mạng lưới, Phantom này, đó. Những cái mạng lưới rất chi là thông dụng, phổ biến và cũng có những cái mạng lưới mà quý vị chưa từng nghe đến. Rồi, đây là cái mạng lưới của sàn KuCoin này. Có bản Mainnet và Testnet đều có đủ. Zeta này, đó. Canito này, OneChain này. Và quý vị muốn thêm cái mạng lưới nào, quý vị chỉ việc chọn nó ở đây. Ok chưa? Rồi, quý vị chọn vào Connect Wallet để kết nối với lại cái ví MetaMask của quý vị. Quý vị chọn Like đi. Chọn Connect. Rồi, sau khi quý vị connect xong thì quý vị tìm đến cái mạng lưới mà quý vị muốn thêm cái thông số RPC. Ok chưa? Đây, để tôi sẽ tìm một cái mạng lưới. Ví dụ tôi chọn cái mạng lưới web trên chẳng hạn. Đó. Rồi, tôi sẽ chọn vào Add to MetaMask. Ok, cái này nó đang báo lỗi. Rồi, tôi sẽ chọn một cái mạng lưới khác vậy. Rồi, tôi chọn cái mạng lưới Polygon đi. Rồi, quý vị chọn vào Upload này. Upload. Chọn Street Network. Rồi, bây giờ tôi sẽ mở cái ví này. Đó, thì nó sẽ hiển thị cái mạng lưới Matic Polygon Testnet này. Rồi, và tiếp theo, quý vị có thể thêm nhiều các mạng lưới trên một cái ví của quý vị. Đó là nhu cầu sử dụng mạng lưới nào thì quý vị tìm đến cái mạng lưới đó. Ví dụ tôi chọn cái mạng lưới Arbitrum chẳng hạn. Arbitrum đây là bản testnet này. Rồi tôi chọn vào Add to MetaMask. Chọn vào App Pro. Chọn Switch Network. Ok, bây giờ tôi sẽ mở lại cái ví Meta này. Đó, thì quý vị sẽ thấy ở cái thanh menu này là Arbitrum testnet này. Rồi, và cứ như vậy, quý vị sử dụng cái mạng lưới nào, quý vị chọn đúng trên cái mạng lưới đó và quý vị thêm nó vào thôi. Thì đây là một cái công cụ rất chi là thuận tiện nếu quý vị muốn tiết kiệm thời gian. Và thao tác nó rất chi là đơn giản, rất chi là nhanh. Ok, và đến đây tôi xin kết thúc video này.